Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với Beauty Talk. Và ngày hôm nay thì Tiến sẽ mang đến tất cả quý vị một cái chủ đề mà Tiến nghĩ là cũng khá là quen thuộc và được bàn luận khá là nhiều ở trên các diễn đàn làm đẹp. Đó là cái chủ đề về ăn chay. Tuy nhiên cái khách mời của chúng ta ngày hôm nay lại là một cái khách mời cũng hết sức đặc biệt, bởi vì không có vẻ gì là có liên quan tới cái chủ đề này cả, nhưng thực sự lại có một cái mối liên hệ rất là nhiều. Tiến xin trân trọng giới thiệu Á hậu Ngọc Hằng. Ngọc Hằng xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi buổi Beauty Talk ngày hôm nay. Và cũng như là em xin chào anh Dược sĩ Tiến. Ok, chào em. Bây giờ em có thể flex một tí xíu xìu xiu về cái thành tích học tập khủng của em mà biên tập ghi ở đây cho anh không? Em flex thử nhẹ nhẹ cho anh coi thử coi. Thật ra thì bây giờ để kể thì em thấy nó hơi nhiều. Nhưng mà nói chung là nó không quá mức là khủng. Thì hiện tại thì em đang là Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2022. Và sắp tới đây là em sẽ dự thi Miss Intercontinental Hoa hậu Liên lục địa 2023. Và em học chuyên ngành gì ta? Hiện tại em đang là sinh viên trường đại học Western Sydney, chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Vậy thì có liên quan gì tới chủ đề ăn chay? Nó có liên quan là bởi vì em là một người ăn chay. Và đặc biệt là em ăn chay trường. Vậy thì với một bạn trẻ mà lại lựa chọn cho mình cái cách là sẽ ăn chay như vậy thì nó bắt nguồn từ đâu, và em đã ăn chay trong thời gian bao lâu rồi? Thật ra với em bản thân em á, thì cơ duyên mà mình ăn chay thì bắt đầu từ 3 năm trước. Thì lúc đó thì em đang trong giai đoạn là mình có vấn đề về sức khỏe. Thì thật ra thì gia đình em cũng đã ăn chay trước đó rồi, bố mẹ em cũng đã ăn trước đó rồi. Nhưng mà sau đó thì khi mà em gặp vấn đề về sức khỏe thì em mới nói với em trai của em là: em ơi, hay là hai chị em mình cùng ăn chay đi. Tại vì em thấy cái việc mà ăn chay nó rất là tốt về sức khỏe. Và thật sự là nó đã cải thiện rất nhiều cái bệnh của em. Thật ra là cái bệnh của em đó là bệnh dạ dày. Và các bạn trẻ em nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều bạn gặp cái tình trạng bệnh giống như em. Thì đó là cái lý do mà em quyết định ăn chay. Bên cạnh đó thì em thấy là cái việc ăn chay nó không chỉ đơn thuần là bảo vệ sức khỏe nữa, mà nó còn cải thiện cho em rất là nhiều thứ. Có thể là cải thiện về tinh thần, về thậm chí là vóc dáng, làn da. Thì em thấy nó có quá là nhiều lợi ích, thì tại sao mình lại không thử? Vậy thì cuối cùng anh hiểu tại sao hôm nay biên tập không mời một bác sĩ dinh dưỡng đến để chia sẻ về chủ đề này, mà lại mời một bạn trẻ là sinh viên thuộc tầng lớp trí thức lựa chọn phương thức ăn chay. Thì chắc chắn là với các bạn trẻ này, khi mà đưa ra một cái quyết định gì đó cũng sẽ có một cái sự tìm hiểu nhất định, và cũng sẽ có những cái sự hiểu biết và cái cách chia sẻ nó gần gũi hơn đối với những cái người trẻ đang theo dõi chương trình này. Vậy thì với cái sự tìm hiểu của em, thì tại sao ở cái thời điểm đó khi em bị bệnh dạ dày, em lại cho rằng cái việc ăn chay nó sẽ có lợi cho cái căn bệnh đó của em? Thật ra thì bố mẹ em có chia sẻ rất là nhiều về cái quá trình hành trình ăn chay của bố mẹ. Thì lúc đó thì em cũng có lấy cảm hứng từ bố mẹ. Thật ra bố em á là đã từng mắc bệnh gan. Và sau đó thì bố em đã quyết định chuyển sang ăn chay, và em thấy thật sự là bây giờ bố em đã rất là khỏe mạnh. Thì mình chứng kiến được cái hành trình đó của bố, tức là bố em đã khỏe mạnh hàng ngày. Thì em thấy giống như là mình có một cái động lực để mình bắt đầu việc ăn chay. Nhưng mà cái khỏe mạnh đó bên cạnh cái việc biểu hiện ra bên ngoài, thì các xét nghiệm cận lâm sàng có cho cái kết quả khả quan hơn không? Dạ, tất nhiên là có rồi. Thì mọi thứ bây giờ bố em đang rất là bình thường, nó không còn những cái triệu chứng bệnh như xưa nữa. Dạ. Thì đó là cái điều mà em thấy là mình rất là vui vì điều đó. Và bản thân em khi mà mình gặp một cái bệnh, nói chung là nó không quá lớn, em thấy nó cũng khá là nhỏ, nhưng mà mình đã cải thiện rất là nhiều. Vậy thì có bao giờ em tìm hiểu thử lý do tại sao cái việc ăn chay lại có thể mang tới nhiều cái kết quả tích cực như vậy không? Và đặc biệt là với một cái bệnh gọi là bệnh gan. Thông thường đối với bệnh gan thì người ta sẽ nghĩ tới một cái căn bệnh nó khá là nghiêm trọng. Bởi vì các tế bào gan có khả năng hoạt động bù, cho nên chỉ khi nào mà nó đuối lắm rồi, không còn bù nổi nữa, thì mới có cái biểu hiện bệnh thôi. Và tới khi mình biết nó là biểu hiện bệnh rồi thì có nghĩa là bệnh cũng tương đối nặng rồi. Nhưng mà cái việc ăn chay lại giúp cải thiện được cái vấn đề đó. Thì em có bao giờ đặt một cái dấu chấm hỏi và tự mình tìm hiểu câu trả lời chưa? Em cũng có tìm hiểu, nhưng mà nói chung em thì bản thân em không phải là một chuyên gia. Em không có tìm hiểu quá nhiều, nhưng mà em cũng có tìm hiểu về các chế độ ăn chay. Thì nó có sự kết hợp giữa những món ăn âm, mang tính âm, và những món ăn mang tính dương. Thì khi mà mình kết hợp hai cái tính âm và tính dương lại thì sẽ giúp cho cơ thể của mình nó cân bằng hơn. Vậy thì là hiện giờ là nó vẫn dựa trên cái thuyết về cân bằng âm dương ngũ hành, giống như là đông y vậy đúng không? Dạ, nó cũng hơi như vậy thôi. Thì em thấy là thật ra thì trong ẩm thực chay thì nó có rất là nhiều những cái chất mà có trong những đồ mặn. Dạ. Dạ. Mọi người thì thường có những cái suy nghĩ là nếu như bạn ăn chay thì bạn sẽ rất là dễ thiếu chất. Mà với em thì không, em đã thấy là thực sự là thực phẩm chay nó rất là đa dạng.
nó rất là mới và nó có rất là nhiều những cái món ăn mà mình không nghĩ là ồ nó lại đa dạng như vậy. Wow, nếu mà nói là món ăn chay phong phú như vậy thì chắc là mình phải xét trên một cái phương diện, đó là ăn chay theo cái trường phái nào thì mình mới biết được là cái giới hạn cái trường phái đó là mình sẽ ăn chay ra làm sao. Vậy thì thực sự là em và gia đình em thực hành ăn chay theo cái trường phái nào và cái giới hạn của cái việc ăn chay là nó quy định ở trong những cái món ăn như thế nào nhỉ? Thật ra thì gia đình em á thì bố mẹ em là thuần chay, là vegan. Thuần chay là sao? Dạ, thuần chay tức là mình sẽ không ăn bất cứ thứ gì liên quan đến thịt động vật, thịt trứng, kể cả trứng và sữa. Nói chung là tất cả đều là thuần hết. Tại vì theo anh hiểu cái định nghĩa thuần chay mà của bên mỹ phẩm bên anh đi. Dạ. Thì nó không phải chỉ đơn thuần là cái việc không liên quan tới động vật, mà nó còn là không thử nghiệm trên động vật nữa. Dạ. Có nghĩa là cái mỹ phẩm đó có thể là toàn bộ chiết xuất từ thực vật hết, nhưng mà nếu thử nghiệm lên động vật thì cũng không gọi là thuần chay. Dạ. Có nghĩa là không được phép cái gì dính tới động vật hết. Dạ đúng rồi. Vậy thì bên ăn chay nó có phải như vậy không? Dạ đúng. Với bố mẹ em thì vegan nó là cái định nghĩa mà giống như anh nói á, tức là nó không liên quan đến động vật. Ừ. Nhưng mà em á thì em ăn ở dạng vegetarian. Là sao? Là ăn trường chay. Thì ở vegetarian nó sẽ có 3 loại. Ừ. Là lacto, ovo và lacto ovo. Thì tức là lacto là mình sẽ ăn nhưng mà mình vẫn dùng được sữa à? Dạ đúng rồi, mình vẫn dùng được sữa. Ovo là mình vẫn dùng được trứng, và lacto ovo tức là mình sẽ vẫn có sử dụng sữa. Dạ có trứng có sữa. Thì em thì em thiên về ovo hơn. Sữa thì em thường uống các loại sữa đậu. Còn mà trứng thì em vẫn, hiện tại thì em vẫn ăn dùng trứng công nghiệp, tức là em vẫn ăn trứng công nghiệp, còn tất cả các loại trứng khác thì em không ăn. Em bảo rằng là trong các món chay nó vẫn có đầy đủ các loại dưỡng chất mà như mình ăn mặn. Vậy thì một số cái loại chất nó điển hình nó chỉ có ở động vật thôi thì các món chay làm sao bổ sung được? Anh nói ví dụ như là sắt chẳng hạn, ví dụ như là vitamin B12 chẳng hạn. Thì mình sẽ có những cái nguồn nào khác để mình có thể bổ sung được thêm mà không phải từ nguồn động vật nhỉ? Thật ra em thấy sắt và vitamin B12 nó vẫn có trong những loại thực phẩm như là đậu nành, rồi các loại đậu hay là kể cả nấm. Thì tức là nó vẫn có, vẫn đáp ứng bình thường, nhưng mà có thể, tức là em nghĩ là nó sẽ có một cái lượng nhỏ hơn. Dạ, ít hơn so với lại đồ mặn. Thì thay vì mình ăn, ví dụ như mình có thể mình ăn kết hợp giữa các món, có thể là ngày hôm đó mình muốn bổ sung thêm sắt thì mình có thể ăn nhiều hơn nấm, đậu hũ. Tức là mình kết hợp nhiều món cho một bữa ăn, chứ không đơn thuần là mình chỉ ăn một món đó duy nhất thôi. Giống như nãy em chia sẻ đi thì cái việc ăn chay nó giúp cho cơ thể mình nhẹ nhàng hơn, tâm tánh mình thoải mái hơn, đầu óc mình thư thả hơn. Nhưng mà cái việc ăn thì anh nghĩ nó chỉ ảnh hưởng tới phần dinh dưỡng của cơ thể thôi chứ. Thì tại sao em lại có cái cảm giác được rằng là đầu óc mình sẽ thư thả, thoải mái và tâm tính mình hiền lành hơn chẳng hạn? Còn như anh đi, anh ăn mặn nè, rồi thậm chí là nhiều khi anh ăn món Nhật nữa, thì có khiến cho anh bị hung dữ hơn hay không? Dạ thật ra là không đâu anh. Em á thì em và gia đình khi mà mình ăn chay thì em cũng có kết hợp với meditation, tức là thiền định. Cái sự kết hợp đó nó mới tạo ra cái sự yên lành, trong lành trong cơ thể của mình. Thì ăn chay nó sẽ là một cái phần nhỏ giúp cho cơ thể của mình nó cảm thấy là nó thanh tịnh hơn, nó trong sạch hơn. Nãy giờ thì anh toàn hỏi em mấy câu chuyên môn thôi, mà hỏi mấy câu vậy thì tại sao lại không mời một bác sĩ về dinh dưỡng mà phải mời em? Cái nguyên nhân anh nghĩ đó là bởi vì em có một cái khía cạnh khác để khai thác nữa. Đó là bởi vì em không phải chỉ là một người ăn chay đơn thuần, mà em còn đang tham gia trong cái lĩnh vực của một beauty queen. Dạ. Vậy thì cái mà anh đang muốn thắc mắc rằng là với một cái chế độ ăn chay như vậy thì nó có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực, hay là giúp đỡ gì trong cái việc luyện tập, rèn luyện thân thể cũng như giữ gìn vóc dáng của em hay không? Thật ra thì với những mà người mà trong giới sắc đẹp, đặc biệt là các hóa hậu hay là các người mẫu, thì thường là họ sẽ có xu hướng rất là có mong muốn là giữ gìn vóc dáng. Thì với em cái việc ăn chay nó là một cái best choice cho cái việc mà mình giữ gìn vóc dáng. Nó sẽ không làm cho chúng ta dễ bị gọi là dễ bị phì người á. Nhưng mà anh thấy món chay cũng có tinh bột nè, cũng có chiên rau xào, cũng có dầu nè. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà trong khi em biết á, tập gym của tụi anh á, mà muốn cho vóc dáng mà cơ bắp mà muối cục đi, thì lại là ăn đồ mặn mà lại là ăn phần thịt thôi, không ăn phần mỡ, phần dầu, ăn phần đạm thôi. Thì ăn chay lại có dầu, có mỡ, có tinh bột, thì tại sao lại nói là nó lại giúp giữ vóc dáng tốt hơn so với việc ăn mặn nhỉ? Dạ thật ra thì nếu như mà nói giống như anh đó là ăn tinh bột hay ăn dầu thì đó là em nghĩ là nó phụ thuộc vào chế độ ăn của mỗi người. Thì em á thì đúng là em vẫn ăn tinh bột,
Em vẫn ăn dầu nhưng mà dầu thực vật. Bởi vì em hiện tại thì cơ thể của em thì nó đang trong trạng thái nó hơi gầy một xíu. Đúng, hơi gầy. Dạ. Hiện giờ cơ thể em đang hợp với model hơn là hoa hậu. Dạ đúng rồi. Thì thật ra thì cái này là tạng người của em rồi. Trước khi ăn chay thì tạng người em vẫn như vậy, nhưng mà sau khi ăn chay thì em cũng có thấy là mình có da có thịt hơn một xíu. Thật sự thì em cũng có một lời khuyên cho mọi người, thì mọi người ví dụ mà mọi người có muốn giữ dáng mà kiểu, tại vì em thấy á, cái việc ăn chay nó làm cho cơ thể của mình balance, nó rất là balance, nó không dễ bị phì ra nhưng mà nó cũng không có dễ bị tụt cân. Em ăn chay từ cách đây cũng được 3 năm thì hiện tại cái số cân của em nó vẫn như vậy, và tại vì em đang muốn giữ dáng và em đang muốn giữ cái form người này của em thì em cảm thấy là số cân của em nó vẫn như vậy, tức là nó không thay đổi quá nhiều. Em nghĩ là đó là một cái cách mà để cho ai mà có mong muốn giữ cân. Em, nhưng mà em có biết không, thật ra là anh là một cái người ăn mặn. Nhưng mà cái việc mà mập và không giữ được cân nặng của anh á, không có đến từ mấy cái đó mà nó đến từ trà sữa cơ. Nó đến từ kem cheese cơ. Nó đến từ những món ngọt cơ. Thì thật ra nó không phải là đồ mặn. Dạ đúng rồi. Vậy thì rõ ràng là nếu mà mình nói là ăn chay giúp gì ăn tốt hơn thì không nha. Anh chỉ thấy là ăn dessert với ăn đồ ngọt là nó mới giúp anh không có giữ dáng được mà thôi. Dạ. Thì thật ra cái đó là cũng đúng. Thì em ăn, khi mà mình em ăn chay á thì em biết á là để bảo vệ sức khỏe thì tất nhiên á em cũng sẽ hạn chế bớt đồ ngọt lại. Em biết là đồ, nếu như mà mình ăn quá nhiều đường thì nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe. Thì bắt đầu từ khi em ăn chay là bắt đầu em chạy hạn chế bớt trà sữa lại. Hồi xưa em rất là thích trà sữa, em cũng thích bánh ngọt nữa. Em ăn rất là nhiều. Nhưng mà từ khi ăn chay thì em bắt đầu em hạn chế bớt để cho cơ thể của mình nó không bị dư chất. Mà nó vẫn giữ cân bằng cơ thể. Thì đó là lý do tại sao mà mặc dù là mọi người thấy là em gầy thiệt nhưng mà em vẫn rất là khỏe. Thực ra thì anh thấy là cái việc mà em kỳ công trong cái việc ăn chay nó giúp cho em có cái sự kỷ luật đối với bản thân mình tốt hơn một tí xíu, để giúp cho em giữ dáng tốt hơn. Chứ còn thật ra nếu mà em cũng chịu khó kỳ công như vậy đối với đồ mặn thì anh nghĩ là cũng sẽ vẫn balance được thôi. Dạ. Anh thì anh không có ý định là phản đối hay phản bác gì ý kiến ăn chay đâu. Nhưng mà anh chỉ muốn hỏi một cái câu cắt cớ một tí xíu là tại sao con người mình sinh ra là một động vật ăn tạp, có nghĩa là vừa ăn thịt được, vừa ăn thực vật được. Nghĩa là cái hệ thống tiêu hóa của mình nó được thiết kế là để chuyên biệt cho cái việc là hấp thu các chất từ đồ mặn cho tới đồ chay luôn rồi. Mà thực ra thì nó lại hấp thu thực vật không có tốt bằng so với hấp thu động vật nữa. Vậy thì tại sao mình phải đi ngược lại cái mà cơ thể mình được thiết kế ra từ đầu để mình phải ăn chay? Nói chung là em cũng có đặt cái câu hỏi đó. Thì em cũng có tìm hiểu và có nghe qua, tức là bộ răng của con người khi mà sinh ra mình được thiết kế với cái kiểu như vậy á, thì thường là mình sẽ phù hợp với cái việc mà mình ăn những cái gì đó nó giống như rau củ quả. Thì nó cái đó là cái em nghĩ thôi. Hay là giống như con hổ thì nó cái bộ răng của nó sẽ có rất là nhiều cái răng nanh hơn thì nó sẽ dễ dàng ăn thịt động vật hơn. Còn với con người thì em nghĩ nó lại khác. Thì đó là cái suy nghĩ của em về cái cấu tạo về bộ răng của con người thôi. Còn mà về cái việc mà vấn đề ăn chay hay ăn mặn của một con người thì em nghĩ đó là sự lựa chọn. Em nghĩ là thật ra thì ăn mặn hay ăn chay đó là nó không có quá là quan trọng. Quan trọng là mình giống như là đó là quyết định của mỗi người thôi. Và em thấy cái việc mà mình ăn chay nó cải thiện lên thì đó, em nghĩ là đó là một cái điều tốt đối với em. Có thể là anh thấy là anh ăn mặn anh thấy cảm thấy khỏe hơn cái việc ăn chay thì mình cứ tiếp tục duy trì cái điều đó. Nhưng mà có thể là với em thì em cảm thấy là việc ăn chay nó có thể nó tốt với em hơn thì em lựa chọn ăn chay. Thì đó là suy nghĩ của em. Ở đây thì nó sẽ không có cái gì đúng hay sai cả. Nhiều khi đối với người này sẽ nghĩ nó là cái sự phù hợp, nhưng mà đối với người khác thì có thể nghĩ đó là cái hệ thống tiêu hóa được tạo ra như vậy cho con người thuận lợi trong cái việc tiêu hóa động vật. Thì đôi khi nó cũng là một cái thử thách để xem thử con người có thể vượt qua được cái cám dỗ của những cái món đó hay không. Anh nghĩ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, cái việc mà vượt qua được những cái thử thách, vượt qua được những cái cám dỗ, nó cũng là một cái phần tất yếu trong cuộc sống để mà mình có thể làm được những cái điều mà nó hay ho hơn. Đặc biệt là ví dụ như mình có một cái sự kỷ luật bản thân tốt. Thì em mới có thể tiến được xa hơn trên cái con đường của một beauty queen hay một model. Bởi vì cái việc mà đẹp bên cạnh cái sinh ra sẵn có từ bố mẹ mình cho, thì cái việc mà mình rèn luyện và mình giữ gìn nó cũng không phải là cái điều dễ dàng. Thì anh nghĩ là cái việc mà em lựa chọn cái việc ăn chay, em kỳ công trong cái việc lựa chọn các món ăn, nó cũng sẽ phần nào giúp cho em có được cái tính kỷ luật bản thân tốt để em rèn luyện chính mình cho cái cuộc thi sắp tới ha. Vậy thì với cuộc thi sắp tới thì em đã có những cái sự chuẩn bị gì rồi? Và nếu mà cái lịch trình thi dày đặc quá, và đặc biệt đi, thi ở nước ngoài không ai phục vụ mình cái chuyện ăn uống, thì em làm sao giữ được cái chuyện ăn chay của mình?
thường á, các cái thực đơn mà đồ ăn ở trên đồ ăn á, hoặc là đồ ăn món ăn hàng ngày thôi, thì em cũng có thấy là họ vẫn có cơm, họ vẫn có rau củ bình thường. Tức là thì nếu như mà em á, thì em sẽ khi mà mình chuẩn bị qua bên Ai Cập á, thì em sẽ chuẩn bị một số đồ ăn trước ở nhà. Em có thể chuẩn bị một hũ muối vừng, rồi chuẩn bị các loại đậu sẵn ở nhà, để lỡ mà qua đó mà có đói thì lấy ra ăn đỡ. Còn mà các cái bữa ăn chính á, thì em nghĩ là họ vẫn sẽ chuẩn bị cho mình. Em nghĩ là họ sẽ ready với cái việc là bạn ăn chay thì có thể tôi sẽ giúp đỡ bạn trong việc mà chuẩn bị cho bạn một số thực phẩm, một số thức ăn cho bạn có thể dễ ăn. Thì cái đó là cái suy nghĩ của em. Anh thấy thì hiện giờ trong cái vấn đề hội nhập, hay là thậm chí là khi mà mọi thứ, mọi quốc gia kết nối với nhau hết, thì anh thấy là thậm chí trên các chuyến bay họ cũng có thực đơn cho người ăn chay nữa. Dạ đúng rồi. Cho nên cũng không có quá lo. Tuy nhiên anh chỉ muốn biết được rằng là cái tâm lý của em sẽ như thế nào nếu như cái tình huống hôm đó bắt buộc em phải ăn mặn. Thì cái việc mà lỡ phải ăn mặn như vậy trong một bữa ăn, nó có làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý của em bởi vì em đã vi phạm một cái nguyên tắc nào đó mình tự đề ra hay không? Hay là cái việc lỡ ăn mặn thì nó chỉ là một cái phần lỡ và mình sẽ khắc phục nó sao thôi? Anh muốn biết cái tầm quan trọng của việc ăn chay này đối với cái tiêu chuẩn của em. Đối với bản thân em thì em muốn quá khắt khe với cái việc là mình phải ăn chay, là mình không được đụng đũa, hay là mình không được dùng chung chén, hay là mình không được dùng chung chảo để nấu đồ ăn. Với em thì mọi thứ nó sẽ không có quá khó khăn như vậy. Nên là nếu như mà mình mà có lỡ ăn, mình không biết thì cũng chẳng sao cả. Mình có thể, mình vẫn tiếp tục duy trì cái việc ăn chay như bình thường thôi. Vậy thì cái việc mà em ăn chay như vậy trong thời gian khoảng 3 năm rồi, thì nó có những cái ảnh hưởng như thế nào tới cái cuộc sống và cái sinh hoạt của em hàng ngày? Bởi vì ví dụ như em ở nhà với gia đình đi, thì gia đình mình cũng ăn chay hết thì không có vấn đề rồi. Nhưng mà ví dụ em đi học nè, đi với bạn bè, không lẽ bạn bè rủ ra quán rồi sao nè? Khi mà bạn mình dắt đi ăn á, thì em thấy ở đó có cái gì mà em ăn được thì em sẽ ăn. Em không có quá khó khăn trong việc ăn, em chỉ sợ là bạn em buồn hoặc là có khoảng cách với em bởi vì em ăn chay thôi. Đó. Thì kể cả cái lúc mà em đi làm cũng vậy. Khi mà em đi làm á, thì thường thì em sẽ đặt cơm, hoặc là ở nhà em sẽ tự chuẩn bị cơm cho riêng mình để em mang lên để em đi làm hoặc em sinh hoạt. Thật ra thì em thấy nó không quá khó khăn đối với em. Đó là góc nhìn của em. Vậy thì cái việc ăn chay nếu đã không tạo ra quá nhiều cái khoảng cách giữa em với bạn bè em, thì cái việc em đạt giải Á hậu nó có cái gì khác biệt không? Em nghĩ là chắc là cũng hơi có. Nhưng mà với cái con người của em á, thật ra khi mà mình đăng quang Á hậu rồi á, thì em muốn là bạn bè em vẫn cảm thấy là em vẫn là Ngọc Hằng, em vẫn là em của trước, chứ em không có bất kỳ một cái sự thay đổi nào trong tính cách cả. Em vẫn dễ thương, vẫn đáng yêu, vẫn gần gũi với các bạn như vậy. Nên là chính vì điều đó mà khi mà các bạn nói chuyện với em, tức là các bạn khi mà nói chuyện với một Á hậu, các bạn sẽ có khoảng cách hơn là các bạn nói chuyện với một Ngọc Hằng. Và em không muốn tạo ra cái khoảng cách đó. Vậy thì nếu nói quay ngược trở lại, thì theo em cái việc ăn chay nó có giúp ích gì cho em trong cái thành tựu mà em đạt được cho tới hiện tại hay không? Khi mà em bắt đầu ăn chay á, thì tất nhiên là cái điều đầu tiên mà cải thiện rõ nhất đó là làn da của em. Trước đây làn da em như thế nào và sau khi ăn chay nó đã thay đổi ra sao? Dạ, thật ra thì trước đó thì da của em thì nó vẫn gọi là da em là da thường, nên là nó sẽ rất là khó mọc mụn. Nhưng mà có một khoảng thời gian là em ăn rất là nhiều bánh tráng, uống rất nhiều trà sữa, ăn rất là nhiều những cái đồ gọi là chiên dầu á, nên là khoảng thời gian đó thì em mọc mụn khá là nhiều. Và nó không, giống như là nó không có hồi kết á anh, tức là nó mọc xong nó lại tan đi, xong nó lại mọc ở chỗ khác, và thậm chí là để lại thâm. Mà em không biết là sao, từ khi mà em bắt đầu ăn chay là mụn không còn nữa. Da em được cải thiện hơn và tới bây giờ nó vẫn như vậy. Thậm chí là mình khi mà mình make up nhiều, tần suất nhiều như vậy, nhưng mà da em vẫn gọi là hiện tại thì nó vẫn không có bị tác động quá là mạnh, ha, thậm chí là mọc mụn. Thì cái đó là cái điều đầu tiên mà em cảm thấy rất là vui với cái điều đó. Điều thứ hai nữa là hồi xưa thì em là một người khá là tính hơi không được cẩn thận. Em hơi nhanh, em hơi gọi là vì do em quá là hoạt náo quá anh. Xong mà em mọi thứ em nhanh, cái gì em cũng suy nghĩ rất là nhanh. Thì em không biết, từ khi mà em ăn chay á, thì em cảm thấy như là cơ thể của mình dần dần nó điềm đạm lại, nó chậm lại. Em bắt đầu em tập trung suy nghĩ vào những thứ ở hiện tại hơn. Tức là em nhìn nhận vấn đề sâu hơn, bắt đầu em có cái sự bình tĩnh trong cái việc giải quyết vấn đề. Cái đó là cái mà em nhìn thấy ở em ở thời điểm từ sau khi mà em ăn chay. Về cái việc mà
mọc mụn này nọ đó, thì anh hỏi em tí xíu nữa là trong cái khẩu phần ăn chay của em á thì em ăn nhiều cái gì, có nghĩa là đậu hũ rồi đậu nành rồi các thứ đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, thì anh nghĩ một phần có thể cũng là do em bổ sung nhiều đậu nành cho nên em có thêm cái phytoestrogen. Dạ. Là cái nội tiết tố nữ và nó giúp cho em giảm lại cái cường androgen hóa, làm cho da em sẽ đỡ bị dầu hơn, lỗ chân lông đỡ bị to hơn và đỡ mọc mụn hơn. Thì anh nghĩ nó cũng là một trong những cái liệu pháp về nội tiết tố. Bởi vì nếu mà trước đây em ăn mà không có kiểm soát thì có thể nó vô tình làm em bị mất cân bằng. Dạ. Thì đúng như em nói, cái việc mà mình kiểm soát đúng cái chế độ ăn của mình, đặc biệt là ăn chay, thì nó sẽ giúp cho em cân bằng nội tiết tố và nó rõ ràng đang có hiệu quả đó trên người em, đặc biệt khi em là một bạn nữ nữa. Dạ. Vậy thì cho anh hỏi một cái nữa, đó là theo anh biết thì thực ra hiện tại đồ ăn chay nó không có rẻ hơn đồ ăn mặn. Dạ. Thậm chí là nó còn cầu kỳ và mắc tiền hơn nữa. Và nhiều người cho rằng cái việc mà ăn chay là cái việc của người giàu. Em nghĩ sao về điều này? Thì bây giờ thì đúng là em cũng phải thừa nhận rằng là mình bây giờ đã có rất là nhiều những cái nhà hàng chay, họ làm đa dạng hóa hơn những cái ẩm thực chay, nên là mọi người sẽ nghĩ là à, ẩm thực chay bây giờ còn mắc hơn ẩm thực mặn nữa, thì nó chỉ dành cho người giàu. Em nghĩ đó là cái lý do mà khiến cho mọi người nghĩ như vậy, nhưng mà thực chất thì không. Thật ra cái việc mà mình lựa chọn chế độ ăn nó không phụ thuộc là điều kiện hoàn cảnh của bạn có giàu hay bạn nghèo. Tức là thật ra gia cảnh của em, hoàn cảnh của em thì em là một cô bé rất là bình thường. Em không phải là một người quá giàu nhưng em vẫn ăn chay được. Hay là thậm chí là người nhà của em cũng vậy, cô của em cũng vậy. Thì em thấy là thực phẩm chay thì mình có thể tìm ở ngoài chợ vẫn có. Mình có thể mua một bó rau luộc tầm mấy chục ngàn cũng có. Mình về mình nấu mình ăn vẫn được. Thật sự là đồ ăn chay rất đa dạng và nó sẽ có rất là nhiều những cái loại giá, những loại chi phí khác nhau. Vậy thì cho anh hỏi một chút xíu về cái quá trình em mới bắt đầu ăn chay đi. Ví dụ như với một người như anh thì thiệt ra nếu mà anh đếm lại cái số ngày mà anh ăn chay từ lúc mà anh sinh ra tới bây giờ chắc chưa hết 10 đầu ngón tay. Yeah. Và nhiều khi có ngày là chỉ mới được nửa ngón thôi, là tới tối là anh chịu không nổi anh ăn mặn rồi. Yeah. Hoặc là anh bị quên. Vậy thì nếu như mà anh đã có cái thói quen anh ăn nhiều những cái món ăn phong phú như vậy từ rất là nhiều nguồn, cả động vật cả thực vật, và quen ăn những cái món đó bởi vì khẩu vị của mình rồi. Yeah. Thì nếu anh muốn chuyển sang ăn chay thì anh có gặp khó khăn gì hay không, là giai đoạn đầu anh có bị thèm hay không, rồi để làm sao để vượt qua được những cái sự thèm đó, và tới hiện tại thì bây giờ em nhìn đồ mặn em còn thèm nữa hay không? Dạ, thật sự đây là một cái hành trình rất là thú vị. Em biết chắc rằng là khi mà mình chuyển từ cái giai đoạn mà ăn mặn sang chay nó sẽ hơi có một xíu khó khăn. Thì cái khó khăn ở đây là mình sẽ thèm đồ mặn. Đặc biệt là những cái món khoái khẩu. Thì em á, hồi cái lúc mà em mới mà bắt đầu chuyển sang ăn chay á, thì tầm một tuần đầu á, là ngày nào em cũng đi ngang qua cái quán cơm sườn mà em thích. Dạ. Mà mùi nó cứ phả vậy nè, là lúc đó là em chết rồi, thèm quá. Nhưng mà bây giờ là kiểu em đã quyết tâm rồi, em đã tạo cho mình cái động lực và em quyết tâm là mình sẽ không ăn nữa. Thì lúc đó em chỉ biết đi ngang qua thôi, em không ghé vô đó, em chỉ biết đi ngang qua thôi. Thì em cứ như vậy á, tầm 1 đến 2 tuần đầu, khi mà có cái gì đó cám dỗ tới á, mình nói với mình là không, đây là cám dỗ. Đây là cám dỗ, nó thơm, đúng nó thơm thiệt, nhưng mà không được, mình đã quyết tâm ăn rồi. Đó, thì cái đó là cái việc mà em cảm thấy thèm á, là tầm 1 đến 2 tuần đầu thôi. Sau đó bắt đầu em dần quen rồi. Tầm đến 1 tháng sau là dường như là em không còn cảm giác thèm nữa. Thì đó là cái trải nghiệm của em về cái việc ăn chay. Vậy thì đối với những cái người mà lựa chọn cái phương thức ăn chay giống như em đi, thì cái việc mà nhiều khi bạn bè hay là người xung quanh họ tò mò, họ hỏi về cái việc ăn chay, sao mày ăn chay vậy, ăn chay làm sao thế này thế nọ, thì cái việc mà tò mò và hỏi về những cái điều đó có khiến em cảm thấy bị khó chịu hay là bị xúc phạm hay là bị cười cợt gì về chuyện đó hay không? Dạ không, em thấy nó rất là bình thường. Kiểu các bạn thấy đây là một cái điều rất là thú vị, nên là các bạn mới tìm đến mình để các bạn hỏi mình. Và biết đâu được là khi mà em nói ra thì các bạn được truyền cảm hứng rồi các bạn cũng sẽ thử ăn giống như mình. Thì với em á, thì cái việc mà lựa chọn ăn mặn, ăn chay thì nó không quá là quan trọng. Có thể là bây giờ em cũng có thấy là rất là nhiều bạn trẻ đang dần chuyển, tức là dần chuyển hóa sang là mình ăn chay, từ ăn mặn sang chay. Thì có thể là các bạn không ăn trường chay nhưng các bạn ăn có thể là tới lễ để các bạn ăn, hoặc là các bạn ăn chia theo 2 ngày một tuần, hoặc là có rất là nhiều lý do khác nhau để các bạn ăn chay. Bởi vì em nghĩ là các bạn cũng dần biết được rằng là cái việc ăn chay nó có lợi cho sức khỏe mình khá là nhiều. Thì cái lợi trước mắt anh thấy đó là mình tránh được những cái việc như là xơ vữa thành mạch do cholesterol cao từ các loại mỡ động vật nè. Dạ, vâng. Rồi bên cạnh đó cái việc mình tiêu thụ nhiều đậu nành nó cũng giúp cho mình có phytoestrogen, cũng tốt cho tim mạch nè. Thì đó là những cái lợi trước mắt về sức khỏe mà mình có thể thấy được. Bởi vì hiện nay rất là nhiều những cái người lớn tuổi họ lại phải đang giải quyết vấn đề về xơ vữa thành mạch, giải quyết vấn đề về tai biến mạch máu não do bị tắc mạch,
rồi phải lúc này mới uống các loại sữa đậu nành để bổ sung lại cái phytoestrogen đó và để tốt lại cho tim mạch sau một cái quá trình là rất là nhiều chục năm mình ăn mặn rồi. Thì thực ra anh nghĩ là nếu như cái việc ăn chay nó cũng phải trải qua những cái giai đoạn tôi cũng thèm đồ mặn và tôi phải vượt qua nó như một cái cám dỗ mà mình phải chịu hàng ngày. Và khi mình vượt qua được nó rồi mình cảm thấy mình không còn thèm nó nữa thì mình hoàn toàn có thể ứng dụng cái pattern, cái khuôn mẫu đó để giải quyết cho những cái cám dỗ khác, có thể nó sẽ lớn hơn một chút xíu. Bây giờ nội cái chuyện bị cám dỗ bởi một dĩa cơm tấm sườn bì chả trứng kho mà dược sĩ Tiến làm còn không được thì làm sao anh có đủ khả năng vượt qua những cái cám dỗ khác nó cao lớn hơn? Thì anh nghĩ là muốn làm được cái gì thì nó cũng phải bắt đầu từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy. Và anh cảm thấy cũng khá là khâm phục em bởi vì em đã làm được và em có một cái, đúng là cái sự điềm đạm nó có trong con người của em. Bởi vì thông qua cái cách anh hỏi, anh cũng cố tình khịa em thế này thế nọ thế kia nhưng mà em vẫn rất ok. Anh nghĩ là em có thể là sẽ có được nhiều cái tiềm năng phát triển hơn nữa trên cái con đường của em. Và đặc biệt là năm nay mới năm 2 thôi đúng không? Dạ đúng rồi, em mới 2. Thì anh cảm thấy rất là hy vọng ở một cái tầng lớp trí thức trẻ mới mà càng ngày càng biết mình muốn gì hơn, càng ngày càng rõ cái lập trường và quan điểm của mình hơn. Ở đây thì biên tập có cho anh một cái thông tin, đó là trong một cái bài phỏng vấn Hằng cho biết là mình chọn ăn chay trường và sẽ không có ý định thay đổi. Vậy thì sau này sau khi kết hôn và mang thai, Hằng vẫn sẽ giữ cái ý định ăn chay đó chứ? Và Hằng có nghĩ rằng nhiều người, đặc biệt là người thân, sẽ phản đối quyết định này của Hằng hay không? Thật ra thì em cũng đã có tìm hiểu. Thì ví dụ như là khi mà các phụ nữ mà tới ở thời thai kỳ á, khi mà mình muốn có một cái chế độ ăn lành mạnh thì em nghĩ là kể cả ăn mặn hay ăn chay đều cũng phải nên tham khảo đến bác sĩ. Thì để bác sĩ có thể đưa ra cái chế độ dinh dưỡng mà nó phù hợp nhất với mình. Thì em nghĩ là không riêng gì ăn mặn, thì ăn chay cũng vậy. Em nghĩ là ví dụ mà nhiều khi mà đến cái giai đoạn thai kỳ, khi mà em không có đủ kiến thức để có thể chăm sóc cho đứa con của mình, thì mình có thể tìm hiểu đến bác sĩ, mình có thể nhờ đến bác sĩ để bác sĩ giúp đỡ em trong cái việc mà làm cân bằng chế độ ăn của em. Cái đó là em nghĩ là cái cách giải quyết của em. Rồi bây giờ nếu mà bác sĩ nói là không được rồi, bây giờ suy dinh dưỡng lắm rồi em ơi, giờ em phải ráng ăn mặn để bổ sung mấy cái chất này thiếu nè, trong thịt mới có nè, rồi tính làm sao? Em sẽ hỏi bác sĩ là: bác sĩ ơi, em hiện tại đang thiếu những cái chất gì, em cần bổ sung chất gì? Sau đó em sẽ tìm những cái thực phẩm nó có những cái chất đó, giống như trong đồ ăn mặn, bắt đầu em sẽ bổ sung. Dạ, cái đó là em nghĩ là cái cách giải quyết của em. Và thực sự thì ngày nay chúng ta cũng có nhiều cái loại thực phẩm bổ sung mà. Dạ đúng rồi. Nhiều khi là nếu mà cái đồ ăn chay mà muốn bổ sung được đúng cái lượng mà mình cần á, là mình phải ăn tới cả tạ mới đủ. Thì thật ra mình có thể hoàn toàn có vài cái viên thuốc mình uống nhanh gọn, mình vẫn có thể giải quyết được vấn đề. Anh thích cái cách giải quyết vấn đề nó tư duy mạch lạc như vậy. Có nghĩa là thôi thì khi mà em có vấn đề vậy rồi thì bác sĩ cho em biết là cụ thể là những cái nguyên nhân nào, gốc rễ nó làm sao, thì em sẽ tìm cách giải quyết cho nó ổn thỏa. Thì anh nghĩ là cỡ nào cỡ rồi thì em cũng sẽ có cách để giải quyết được thôi, bởi vì bây giờ chúng ta không thiếu công cụ. Cái vấn đề là em có kiên trì được và mạch lạc được với nó tới cùng hay không. Chứ còn nếu mà gân cổ lên để cãi với chồng, gân cổ lên để cãi với bác sĩ để giữ cái lập trường hơi cứng rắn nhắc của mình thì anh nghĩ nó không phải là một cách giải pháp hay. Ở đây biên tập cũng có nhờ anh hỏi em, showbiz là cái chốn mà luôn luôn vận động, luôn luôn thay đổi, thì liệu rằng là cái việc mà em cứ luôn luôn điềm tĩnh, luôn luôn nhẹ nhàng như thế này nó có bị trật nhịp hay không? Và liệu rằng là cái cách mà nó hơi an toàn như vậy sẽ có phù hợp với các chương trình truyền hình mà được khán giả yêu thích hay không? Bởi vì nếu mà chỉ là một cô hoa hậu hoặc một cô á hậu lúc nào cũng an toàn, lúc nào cũng điềm tĩnh thì nhiều khi người ta chỉ nghe mình nói một cái talk show khoảng 1 tiếng là xong rồi. Và người ta sẽ không có cái nhu cầu coi mình 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng tiếp theo nữa nếu như cái nội dung chia sẻ mình không có gì khác. Hoặc là trong cái tính cách của mình nó không có cái gì đột phá đặc biệt. Cái cá tính của một cái nhân vật trong showbiz nó là một cái gì đó nó khá là quan trọng hơn cả cái vấn đề chuyên môn của em tới đâu nữa. Vậy thì nếu em chọn cái con đường an toàn này thì em đã có đủ quyết liệt với con đường của showbiz chưa? Thật ra thì em nghĩ là một khi mà mình đã bước chân vào showbiz đó thì em nghĩ là mình nên đa dạng hóa hình ảnh của mình. Tức là có thể trong đời thường của em thì em vẫn giữ những cái tính cách của mình. Khi mà em nói chuyện với anh hay là khi em giao tiếp với bạn bè, với người thân thì em vẫn giữ những cái sự điềm tĩnh, vẫn giữ cái con người của mình. Nhưng có thể khi mà em bước lên sân khấu, em có thể biến hóa thành một người khác. Chẳng hạn có thể bước trên sàn diễn em như một người khác, hoặc là có thể khi mà mình làm MC mình có thể trở thành một người khác. Tức là em, cái điều mà em mong muốn ở đây là đó là em có thể đa dạng hóa và làm biến hóa mình ở những cái tình huống khác nhau. Và khi em tham gia, có thể là nếu như mà em được mời tham gia game show thì em cũng có thể thử mình có thể làm sao mà cho mình hài hước một xíu, mình không còn giữ cái vẻ điềm tĩnh như bình thường nữa.
Vậy có nghĩa là nếu mà anh mời em tham gia một show truyền hình thực tế của anh thì em cũng sẽ sẵn sàng giống như cô bạn thân của anh là bỏ mác hoa hậu để chửi anh bất cứ lúc nào nếu là thí sinh của cô ấy đúng không? Chửi thì em không chửi đâu, nhưng mà tất nhiên là em sẽ làm sao cho nó thú vị. Vậy thì em có thể chia sẻ cho anh biết một tí xíu nữa về những gì mà em sẽ chuẩn bị cho cái cuộc thi trong tương lai và dự định của em như thế nào nếu em thành công ở cuộc thi đó, hoặc em không thành công thì em đã có hoạch định riêng cho mình trong cả hai trường hợp hay chưa? Thật ra thì cái cuộc thi Miss Intercontinental, cuộc thi quốc tế của em á, thì đúng là nó là một cái cơ hội của em. Nhưng em nghĩ nếu như mà mình có lỡ thất bại đi chăng nữa thì em nghĩ nó sẽ không phải là cái sự dừng lại đối với hành trình cuộc đời của em. Đây chỉ là một cái bước tiến nhỏ, một cái cơ hội nhỏ cho em để em có thể bứt phá, để em có thể có nhiều cái cơ hội hơn trong tương lai. Thì đó là cái suy nghĩ của em. Nói chung là sau khi mà em kết thúc chặng hành trình tại Hoa hậu Liên lục địa, cuộc thi quốc tế, thì em tất nhiên là vẫn sẽ có những cái dự định riêng cho mình. Đó là những cái kế hoạch mà thậm chí là khi mà em còn nhỏ em cũng đã ấp ủ rồi. Tới lúc đó thì mọi người sẽ biết. Vậy thì anh chỉ muốn hỏi là em có bị áp lực trước một cái bóng nào quá lớn đó đi trước em hay không? Với em thì thật ra thì em không muốn mình tạo quá là nhiều áp lực với bản thân mình. Em không biết là với những người khác hay là những bạn khác như thế nào có thể áp lực sẽ tạo ra giúp cho họ có thể nỗ lực vượt lên. Nhưng mà với em á, em muốn là em luôn trong một cái tinh thần thoải mái để mình có thể gọi là sao ta, mình dễ dàng mình handle với tất cả mọi thứ. Thì với em thì cuộc thi của em thì cũng đã có chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng đã đăng quang Hoa hậu Liên lục địa năm 2022. Thật sự á, là chị Ngọc là một người chị rất là tốt. Chị đã giúp đỡ em rất là nhiều. Em cảm thấy không hề áp lực gì bởi vì em đã có sự giúp đỡ của chị. Em cũng có sự support của mọi người xung quanh, em có sự support của tất cả fan hâm mộ. Chính vì vậy thì em nghĩ là cái điều em cần bây giờ đó là phải tự tin, phải thoải mái để có thể chinh chiến, không nên gây áp lực quá lớn với bản thân mình. Đồng ý. Anh thấy áp lực nó sẽ cần trong quá trình mình rèn luyện, nhưng tới khi mình thể hiện thì bản lĩnh hay không là ở chỗ em có loại bỏ được áp lực hay không. Còn nếu mình mang luôn cả tất cả những cái áp lực mà mình đã phải gánh chịu trong xuyên suốt cái quá trình mình rèn luyện bản thân mà mình mang luôn cả lên lúc mình trình diễn thì đó đã là một cái thất bại rồi, bởi vì khi bị áp lực thì không thể nào trình diễn được tốt nhất cái phần mà mình có. Và em biết không, đặc biệt là đối với các cuộc thi về beauty hay về model á, cái quan trọng nhất là người ta phải nhìn được cái easiness của chính cái con người của em, bởi vì lúc đó em mới là chính em, mà chỉ khi đó người ta mới đánh giá được đúng cái bản ngã và cái tố chất mà em có thôi. Cho nên là với những gì trao đổi với em ngày hôm nay thì anh chúc là em, thứ nhất quan trọng nhất là cái sự tự tin em phải giữ vững, cái thứ hai là phải đảm bảo được sức khỏe. Bởi vì tập luyện, rèn luyện và kể cả chế độ ăn thì em cũng phải đảm bảo được đúng như những gì em đã làm từ trước tới giờ. Và chúc cho em sẽ có một cái phần thi tốt nhất trong cái khả năng của em, còn kết quả như thế nào thì thật ra còn phụ thuộc vào các thí sinh khác họ mạnh tới đâu nữa. Nhưng mà chỉ cần mình làm tốt nhất phần của mình là đã tốt lắm rồi. Cảm ơn em ngày hôm nay đã có mặt ở đây để chia sẻ với anh và tất cả quý vị khán giả về cái chủ đề ăn chay này. Và anh nghĩ là thật ra chúng ta không có nói quá sâu về cơ sở khoa học của việc ăn chay, mà mình rút ra được khá nhiều những cái bài học, cũng như là cho anh biết được rằng là nếu mà anh có ý định ăn chay thì anh sẽ phải vượt qua những giai đoạn gì. Cảm ơn em về tất cả những chia sẻ vừa rồi. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh. Và bây giờ thì Tiến và Ngọc Hằng xin chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn lại quý vị trong những số tiếp theo nhé.